Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi những hình ảnh về cuộc diễn tập hội thi bắn đạn thật phòng không lục quân và phòng không kiêm nhiệm bộ đội biên phòng, đã cho tôi một cảm giác rất là vui mừng, hồi hộp và thật là tự hào về thế trận phòng không nhân dân của đất nước ta. Vâng, tôi nghĩ là không chỉ chúng ta đâu mà các khán giả khi mà theo dõi chương trình ngày hôm nay thì cũng đều hồi hộp dõi theo những khẩu lệnh ở những mục tiêu trên không mà lực lượng phòng không lục quân đã tiêu diệt để rồi vỡ òa niềm vui và cùng chung một niềm tự hào về quân đội ta, đất nước ta. À, vâng ạ. Và để tiếp nối chủ đề về huấn luyện diễn tập như thông tin trong phần đầu chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật của Sư đoàn Bộ binh 346 Quân khu 1. Vâng, thưa quý khán giả và các đồng chí, để cuộc diễn tập thành công thì vai trò của những người lính hậu cần là hết sức quan trọng. Và chúng ta sẽ xem các hoạt động bảo đảm hậu cần cho cuộc diễn tập này sẽ được thực hiện như thế nào qua phóng sự sau. Một trong những nội dung huấn luyện quan trọng trong cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên thực địa có một trung đoàn thực binh, một tiểu đoàn bắn đạn thật của Sư đoàn Bộ binh 346 Quân khu 1 là tổ chức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ chiến đấu của đơn vị trong điều kiện dã ngoại. Tại các điểm dừng trú quân, dù cường độ hoạt động cao, quãng đường cơ động dài, tốn nhiều sức lực, song các chiến sĩ nuôi quân đều nhanh chóng xác định vị trí, đào bếp hoàng cầm, tổ chức chế biến thực phẩm và nấu ăn. Bàn tay khéo léo tài hoa của các chiến sĩ anh nuôi đã mang lại những bữa ăn nóng hổi với cơm ngon, canh ngọt, giàu dinh dưỡng cho bộ đội. Chúng tôi là chiến sĩ nuôi quân, chúng tôi bảo đảm hậu cần cho bộ đội. Chúng tôi xác định nêu cao tinh thần và trách nhiệm, bảo đảm tiêu chuẩn và chế độ đầy đủ hậu cần và sức khỏe cho bộ đội để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thời tiết không thuận lợi, để bảo đảm sức khỏe cho bộ đội tham gia huấn luyện, ngành hậu cần đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm hậu cần cho công tác diễn tập như sử dụng 100% nguồn thực phẩm, rau xanh chất lượng cao do đơn vị tăng ra để đưa vào bữa ăn cho bộ đội trong diễn tập. Tham mưu cho cấp ủy chỉ huy đơn vị tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% cán bộ chiến sĩ trước khi tham gia diễn tập, duy trì nghiêm công tác quân y, công tác phòng chống dịch trong suốt quá trình hoạt động ngoài doanh trại của bộ đội. Chúng tôi đã chỉ đạo thực phẩm toàn bộ khai thác tại đơn vị, tiếp phẩm một ngày hai lần để bảo đảm tốt cho cái chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thứ hai là chúng tôi chỉ đạo bảo đảm đủ nước phục vụ cho bộ đội tại vị trí dừng trong quá trình hành trú quân. Nhờ chủ động làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, nên trong suốt quá trình hành quân, trú quân, cũng như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập bắn đạn thật, 100% cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 346 luôn có sức khỏe tốt. Đơn vị hoàn thành toàn diện các nội dung huấn luyện, diễn tập với kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối,